xin chào toàn thể các bác nhá. Như trước mắt qua đây là một cấu hình nghe nhạc hát karaoke cực kỳ là ngon, bổ rẻ các bác nhá. Đấy, bộ karaoke này của bác khách đến từ Thái Nguyên các bác nhá. Đấy, bác điện về bên em đặt cấu hình karaoke nghe nhạc như trước mắt đây ạ. Đấy, bộ karaoke này có trị giá là 17 triệu các bác nhá. Đấy, em mời các bác là cùng em điều video các bác nhá, để xem cấu hình này gồm những thiết bị gì các bác nhá. Đấy, và trước khi gửi bác ấy, thì em lên một video để giới thiệu toàn thể các bác này. Đấy, đồng thời test trước cho bác, để cho bác yên tâm các bác nhá. Đầu tiên các bác nhá. Đầu tiên là bọn em đẩy hai kênh Martin các bác nhá. Đấy, mã là MV800 Plus các bác ạ. Tiếp theo nữa là em đẩy hai kênh các bác nhá. Tiếp theo là em mic Martin các bác nhá. Mã của em là MT999 các bác nhá. Đấy. Tiếp theo nữa là một em vang em lưng tiếng TD Acoustic các bác nhá. Mã của em là CP1000. Đấy, tiếp theo nữa là một em vang cơ lách các bác. Đấy. Em này có cả gì vật hát rất hay các bác. Đấy, nó làm mình cái tiếng nó vớt tiếng mình nên nó không bị lặng tiếng các bác nhá. Đấy, tiếp theo nhá. Tiếp theo là một đôi súp hầm Lexo các bác nhá. Đấy, số hầm Lexo bass 30 các bác nhá. Cuối cùng nữa các bạn, cuối cùng là một đôi loa Lexo chạy với cấu hình là côn 76 từ 170 các bác nhá. Đấy, em này bộ này về hát karaoke thì không còn gì phải nghĩ các bạn. Ngon rẻ vừa túi tiền các bác nhá. Còn nhiều cấu hình cao hơn bên em cũng có, nhưng em ghép cấu hình này là vừa phải các bác nhá. Các bác ai cũng có thể chơi được, hàng rất chi là ngon rẻ thôi, không có gì đắt nhất các bác nhá. Hàng nói chung là tiền nào của đấy, nhưng bộ này các bác sắm về hát cũng rất chi ok rồi các bác. Đấy, em lên một chút nhạc nhá, cho các bác nghe nhá. Alo, 1, 2, alo. Alo, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alo, rất chiều ok các bác nhá. Em test đoạn nhạc thôi nhá. Chịu luôn đó. Đại loại là không có cáo này. Tránh đi thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Đâu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ lại gặp em trên sân ga chiều hoang vắng. Vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao. Đoàn đâu mùa xuân nay biết em đang mong chờ, tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ. Trầm buồn trầm vui anh biết đâu em hờn rồi, má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Rất chi là ok rồi các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm đến cấu hình này thì liên hệ với Quân qua số điện thoại 0905 32 666 các bác nhá. Vâng ạ, em xin phép là kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhé.